Chi hội nhà báo quân khu 2 vừa tổ chức về nguồn thăm lại nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam tại thôn Ròng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Đoàn cán bộ, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo thuộc Chi hội Nhà báo Quân khu 2 đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại An toàn khu xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Kính cáo trước anh linh của Người về những kết quả thành tích đã đạt được. Từ một tờ báo tiền thân là báo Chiến khu, ra đời từ những tháng năm đầu cách mạng tháng 8, 70 năm qua, báo Quân khu 2 đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chuyến công tác về nguồn là hoạt động thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ cán bộ, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo Quân khu 2. Có cái cảm xúc rất là lớn lao. Là hội viên nhà báo, thì thời gian tới tôi tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao cái phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực tham gia các cái hoạt động báo chí để góp phần xây dựng Chi hội Nhà báo Quân khu 2 cũng như Hội Nhà báo Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tại nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, thôn Ròng Khoa, xã Điền Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống, tham quan nhà trưng bày của Hội Nhà báo Việt Nam, nơi lưu giữ những kỷ vật, bức ảnh, bài viết về các hoạt động quan trọng của Bác Hồ và những nhà báo lão thành cách mạng qua các thời kỳ. Chi hội báo Quân khu 2 tổ chức chuyến đi về nguồn thăm ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Đây là hoạt động rất là có ý nghĩa của Chi hội Nhà báo Quân khu 2 nhằm giáo dục truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam đối toàn thể các hội viên. Tiếp lửa truyền thống cho cán bộ, phóng viên, hội viên Chi hội Nhà báo Quân khu 2, vì đây là cái nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam và cũng là cái lần đầu tiên cơ quan tổ chức được cái việc này. Và tôi nghĩ rằng là những cái hoạt động thiết thực ý nghĩa này thì cần phải tiếp tục duy trì. Chuyến về nguồn lần này sẽ tiếp lửa truyền thống cho cán bộ, phóng viên, hội viên Nhà báo Quân khu 2 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để báo Quân khu 2 xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Tây Bắc.